Android 100 có hàng rồi nhá cả nhà. Đấy, thì cái mẫu này mới ra nên là khá là hot. Đấy, chợ sáng mini hai màu thì là cùng nguồn tích hợp bên trong nên là thân đèn rất là dài, rất là dài này. Rồi. Đấy, chi tiết hoàn thiện rất là cao, đây là hàng đắt tiền mà. Rồi, thì là bên trong hộp gồm có một cái túi phụ kiện rồi. Đấy, hai cái bát cùng màu vẻ thân đèn rất là xịn sò và thêm một đoạn dây lối. Đấy, con này thì nó không có cục nguồn mà không hiểu lý do vì sao lại thêm dây lối vào. Rồi, thì đây là cái vỏ hộp này, Kenzo này. Hàng thì là công suất 15W và bảo hành là 1 năm. Rồi, và tiếp về đó là mẫu trợ 6mm hộp nhỏ này, hàng phổ thông, công suất cũng là 15W và cũng không có cùng nguồn và cũng là hai màu. Rồi, thì nhiều người sẽ hỏi là nó sẽ khác nhau cái gì. Rồi, thì nó khác nhau một điểm duy nhất thôi, đó là hàng thương hiệu và hàng phổ thông. Đấy, mọi người sẽ hãy tưởng tượng thế này cho nó dễ, đó là một cái áo hàng đắt tiền, hàng hiệu và một cái là hàng chợ. Đấy, nó khác nhau duy nhất một điều như vậy thôi. Đấy, thì là hàng thương hiệu thì luôn có một cái giá trị nhất định rồi. Rồi, thì độ sáng và công suất thì vẫn bằng nhau. Đấy, có thời gian thì mình sẽ test thôi, sẽ làm một cái video vui nhá, test độ sáng của hai con này. Rồi, rồi anh em mua hàng liên hệ nhé. Rồi, và giờ thì mình sẽ test độ sáng của mẫu Kenzo X100 này nhé cả nhà. Đó, mẫu mới của dòng Kenzo. Đó, đầu tiên là bật lên này. Đây là chế độ code. Rồi, chế độ code đầu tiên mình sẽ nhận thấy đó là cái màu vàng của ánh sáng. Đó là màu vàng rất là nhạt, rất nhạt nhá. Đó, ở trên máy quay có thể sẽ đậm hơn và như ở ngoài sẽ thấy là rất là nhạt, màu vàng nhạt. Đó, và ranh giới đường cắt rất là led, rất led. Giữa vùng sáng và vùng tối rất led. Cái này thì sẽ cho khả năng chống chói cho người đối diện là tốt. Đó, đây là độ rộng này, độ rộng khá là rộng nhé. Rồi, và công suất ở đây mình đo được đó là 18W. Đó, 17,6W này, 17,6-18W. Rồi, đó, công suất in trên hộp của máy của bóng là 15W nhưng mà thực tế đo được là 18W nhé. Đó, công suất 18W rất là cao cho một mẫu mini. Rồi, tiếp theo đó là ánh sáng của pha, bật pha. Rồi, ánh sáng của pha ở đây nó sẽ là sáng thêm một khoảng sáng màu trắng và vẫn giữ nguyên cốt. Rồi, lợi thế của kiểu sáng giữ nguyên cốt này đó là sẽ cho tầm nhìn bao quát rất là rộng, rất rộng. Rồi, rất rộng giúp khả năng là nhìn đường nó tốt hơn, bao quát. Rồi, và cái điểm trừ của nó ở đây đó là khả năng động của pha sẽ bị kém đi. Rồi, mọi người hãy hiểu đơn giản như này. Nó sẽ lấy 50% công suất của cốt để bù cho pha. Có nghĩa là pha sẽ sử dụng ở đây là 18 chia đôi. Đó là pha sẽ là 9W và cốt sẽ là 9W. Đó, nó sẽ không đủ độ sáng cho pha. Đó, đấy là cái điểm trừ của kiểu thiết kế đèn LED như này. Còn đâu điểm cộng của nó thì là cho tầm nhìn bao quát rộng, rất rộng. Nếu mà nhìn bằng mắt thường ngoài đây thì thấy sẽ rất rộng này. Đó, bao nguyên một làn đường. Rồi, kiểu thiết kế này nó sẽ phù hợp cho là đi phố, đi tốc độ thấp. Còn nếu đi tốc độ cao thì nó sẽ không hiệu quả cho lắm. Nó sẽ chỉ là trợ sáng thôi. Rồi, đây là ý kiến của mình. Rồi, tiếp tục là chế độ code đi. Code này. Đó, pha này. Code, pha. Đó, Kenzo ra 4 mẫu nhé. 4 mẫu, 4 chế độ khác nhau là code vàng, pha trắng. Pha trắng, cốt vàng và pha và cốt cùng vàng và pha và cốt cùng đều là màu trắng. Rồi, cái này thì rất là đa dạng cho mọi người lựa chọn thôi. Cốt, pha, rồi, ok. Rồi, giờ là video so độ sáng giữa dòng Kenzo X100. Đấy, hàng thương hiệu và hàng phổ thông là trợ 6mm. Đó, thì video này cũng không nhằm mục đích là chê bai hoặc là phân bì xem ai hơn ai cả. Bởi vì hai loại này nó hướng đến hai phân loại khách hàng khác nhau cả. Đó là hàng cao cấp đấy, và hàng phổ thông. Đó, bên này là nhà giàu, còn bên này là nhà nghèo. Rồi, thế cho mọi người sẽ dễ hiểu hơn nhá. Rồi, đầu tiên ạ, bật độ sáng lên. Đó, bên trái này là hàng chợ 6mm, hàng phổ thông này. Và bên phải là Kenzo X100.
Rồi, mọi người có thể rõ ràng phân biệt được đó là cái độ sáng của X100 hơn hẳn. Đó, và nhiệt màu, mọi người để ý cái nhiệt màu nhé. Nhiệt màu X100 là màu vàng nhạt, vàng rất nhạt thôi. Trên máy quay có thể sẽ đậm hơn ở ngoài mắt thường nhìn. Đấy. Đấy, và X100 này vàng nhạt. Đấy, và bên trợ sáng mini này nó là vàng đậm hơn và sáng yếu hơn. Rồi mọi người hãy sáng hơn bao nhiêu phần trăm thì mọi người có thể nhìn vào cái công suất của nó. Một bên này là 15W và bên này là 18W. Đó, chênh nhau 3W nhé. Chênh nhau 3W. Đấy, rồi. Còn cái này thì là rẻ gấp 3 lần cái này nhá. Đấy, cái này thì hơn cái này, sáng hơn cái này 3W. Còn cái này thì là rẻ gấp 3 lần cái này. Đấy. Rồi. Nói chung cũng chỉ là video vui thôi nhá. Mọi người cũng đừng để tâm đến làm gì. Xem tham khảo thôi. Rồi, đây là độ sáng. Đó, thì dòng X100 này thì đường cắt của nó rất là led, cực kỳ led luôn. Giữa vùng sáng và vùng tối là gần như là không có một tí tia sáng thừa nào cả. Đó. Rồi đây là trợ sáng mini này. Tuy là hàng loại 1 nhưng mà vẫn có tia sáng thừa ra nhất định. Đấy. Đó. Rồi. Thì công suất của thằng Kenzo này mình thấy là cao hơn dòng của X-Line V10. Nhầm, mình nhầm. X-Line M10 thì phải, X-Line M10. Rồi, có thời gian thì mình sẽ có video test giữa hai dòng nhá. Đó là dòng Kenzo X100 này và X-Line M10. Rồi, X-Line M10 thì công suất của nó thấp hơn một chút. Thấp hơn Kenzo X100 một chút. Hình như đâu đó nó rơi vào tầm 16W, thấp hơn 1W. Rồi. Có thời gian mình sẽ quay video test rồi ghép vào đây nhá. Ok, cảm ơn mọi người xem video.